Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 8 2022. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 283. Những đức đọc một công đoạn để chúng ta học tập như vậy. Đừng nghi rằng ta là nghiệp lực phàm phu, chỉ do niệm Phật trong một thời gian ngắn sao lại có thể thoát khỏi sanh tử, vãng sanh Tây Phương. Nên biết rằng vì Đức Phật đại từ bi nên dẫu là kẻ tội nhân thập ác, ngũ nghịch rất nặng lúc lâm chung, tướng địa ngục đã hiện ra, mà nếu có thiện chí thức dạy cho niệm Phật, bèn niệm 10 tiếng hoặc chỉ 1 tiếng thì cũng được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Hạng người ấy chỉ niệm mấy câu còn được vãng sanh, sao còn cho rằng ta nghiệp lực nặng nề, niệm Phật ít ỏi rồi sanh lòng nghi ư? Những công đoạn này hay. Rất là nhiều người mang một cái tâm, người ta mới tu, tu được bao nhiêu mà được vãng sanh. Tôi tu bao nhiêu chục năm còn chưa vãng sanh. Tôi làm bao nhiêu công sức trong Phật Pháp mà còn chưa được gì. Không chỉ cái người mới tu một thời gian ngắn không làm được gì mà vãng sanh. Thí dụ như giờ cái cô mà vãng sanh qua sen mọc từ miệng ra, cả cuộc đời của cô không có làm cái chuyện gì mà lớn lao trong Phật Pháp. Cô cũng giảng kinh thuyết pháp vậy, sao cô thành tựu thù thắng như vậy? Chúng ta có làm việc lớn lao gì trong Phật Pháp đi chăng nữa cũng không bằng niệm Phật hết. Cả giảng kinh thuyết pháp cũng không bằng niệm Phật nữa. Quý vị nhớ cái câu chư tổ sư dạy: tụng kinh không bằng niệm Phật. Nhớ, trì chú không bằng niệm Phật. Niệm Phật là số một nhất. Từ nơi đó mà mỗi người chúng ta phải chân thật mà tin. Dù người này cả đời tạo nghiệp rất nặng nề, nhưng chỉ cần nghe được tịnh độ mà chân thật quay đầu toàn tâm toàn ý niệm Phật, thành tựu cực kỳ lớn. Giống như đại lão Hòa Thượng Tịnh Không mà khi coi công đoạn mà trong kinh A Xà Thế Vương Tử, tạo tội nghiệp nặng nề như vậy mà cuối cùng vãng sanh thượng phẩm chúng sanh. Khi Ngài giảng kinh sau này, Ngài mới hiểu ra rằng vãng sanh phẩm vị cao hay thấp là ngay cái chỗ cái tâm sám hối sâu hay cạn. Dù là tạo tội nghiệp nặng nề nhưng chân thật quay đầu sám hối như Thái tử A Xà Thế là chân thật quay đầu sám hối. Tâm sám hối cực kỳ là mạnh. Quay 180 độ để niệm Phật luôn. Dù là tạo nghiệp nặng nề vô cùng mà vãng sanh phẩm vị rất là cao, thượng phẩm chúng sanh. Vậy thì những người dù là cả đời họ không có làm những việc gì lớn lao, nhưng họ lại là người chí thành niệm Phật, thì họ thành tựu rất đặc biệt là đúng rồi.
Như cái cô hoa sen mọc từ miệng ra là rõ ràng chứng minh. Và có những người cứ nghĩ rằng là mình làm những công trạng rất lớn, còn chưa thấy gì, không chi cái người niệm Phật lè tè mấy năm đó. Dù quý vị làm việc lớn lao cỡ nào nhưng quý vị bỏ niệm Phật là tiêu. Bỏ niệm Phật là tiêu chắc chắn luôn. Giống như Ấn Tổ nghe nói, giống như hệt như là chúng ta bỏ kim cương hột sòn mà đi lụm một viên kẹo ngậm chơi. Quý vị có làm việc lớn lao gì trong cuộc đời này nhưng phải lấy niệm Phật làm chính thì mới thành công. Còn nếu như lấy niệm Phật làm phụ là quý vị thua. Chánh hạnh là câu Phật hiệu. Trợ hạnh là tất cả những việc chúng ta đủ duyên làm những việc phước thiện, như giảng kinh thuyết pháp, xây chùa thọ tượng đúc chuông, làm những việc phước thiện trong cuộc đời, toàn là trợ hạnh cho chánh hạnh. Chánh hạnh là niệm Phật, mình lại bỏ chánh hạnh niệm Phật mà mình đi lấy trợ hạnh để làm chánh, lấy chánh hạnh để làm trợ là mình thua rồi. Bổ nguyện Di Đà là câu Phật hiệu để tiếp dẫn chúng sanh mà mình đi đẩy lùi bổ nguyện lại phía sau, mình đi lấy trợ hạnh là tất cả những việc phước thiện mà đi ngược phía trước thì thua rồi. Nên chúng ta là người tu tịnh độ phải hiểu được nguyên lý này. Vì sao trong chùa chiền mình những đức luôn luôn chú trọng cái chuyện đại chúng tu hành? Cái việc mà chúng đi ra bên ngoài hoặc là chúng đi chỗ này chỗ kia làm việc nhiều, những đức không chú trọng. Vì đi ra bên ngoài nhiều thì chúng mình sẽ dễ lưu bu lộn xộn, khó quản lý. Còn tập cho người ta được ở trong chùa nhiều thời gian lâu thì tâm người ta sẽ định, người ta sẽ lo người ta niệm Phật thôi, người ta không có hướng ngoại tìm cầu. Từ khi người trẻ lâu lâu có việc cho họ ra ngoài chút, chứ cái việc mà để đi ra ngoài làm việc này việc kia nhiều quá không nên. Nên tập cho họ trong ngôi Tam Bảo quen, sau này là họ quen luôn, là họ sẽ là người siêng niệm Phật. Siêng niệm Phật, mình là người đã là siêng niệm Phật, biết niệm Phật là thù thắng, thì tất cả những việc chúng ta làm mỗi ngày chúng ta sẽ niệm Phật liền. Còn cái người mà chưa nhận thức được câu Phật hiệu là thù thắng thì bị rất dễ bỏ câu Phật hiệu. Cái tâm phải gầy dựng chánh hạnh niệm Phật làm chính, biết niệm Phật là thù thắng nhất. Dù có làm việc lớn lao gì trong cuộc đời nhưng thọ mạng đến bất tử mà chúng ta không niệm Phật là chúng ta không thành tựu. Nên chúng ta đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật nhỏ, đeo cổ niệm Phật này để duyên với ai với đạo Phật. Vì duyên với ai với đạo Phật là thù thắng nhất. Dù một ngày có làm kiếm được nhiều tiền, làm việc rất giỏi cũng không bằng quý vị niệm Phật một phút. Việc này Đại Lão Hòa Thượng Diệu Liên ngày nói đó. Nên chúng ta phải luôn luôn chú trọng chánh hạnh niệm Phật làm chính. Tất cả việc kia là trợ duyên thôi quý vị à. Nên cái người tu tịnh độ chúng ta rất nhiều người chánh trợ không rõ ràng, lấy chánh cho trợ là trợ mà lấy trợ làm chánh, thua, thất bại. Nên người mà tập được ở trong ngôi Tam Bảo xuyên suốt đi niệm Phật, việc này phải cần được rèn luyện. Có những người người ta nói rằng ta muốn ở trong chùa nhưng mà ta không ở được, cuối cùng ta cũng phải đi lang thang, phải đi à. Vì sao? Vì cái bệnh đi quen. Đây cũng là nghiệp chướng quý vị, chướng cái con đường tu của mình. Những đức thì luôn luôn chú trọng cái chuyện thích ở trong chùa, thích ở trong chùa thôi quý vị. Nếu bây giờ duyên những đức mà chỉ ở trong chùa không ở một nơi thôi là những đức rất là thích. Nhưng bây giờ thì cái duyên những đức đây phải đi qua bên kia khoảng cây mấy số, cái vòng vòng qua lại gì thôi, chứ không có đi đâu cả. Nhưng luôn luôn là mình giữ được cái chánh hạnh niệm Phật là vì sao? Vì bên của mình toàn là đạo tràng chuyên niệm Phật không à. Mình là người hướng dẫn, chứ mình không có đi đâu nơi lạ chứ. Nên mình luôn luôn chủ động chứ không phải bị động. Nên cái thế mạnh nhất là mình được ở trong ngôi Tam Bảo ngay cái đạo tràng niệm Phật. Mà ngôi Tam Bảo niệm Phật nơi nào cũng bắt nghe niệm Phật. Đây là cái trợ duyên cực kỳ lớn cho chúng ta để gầy dựng được chánh hạnh niệm Phật. Chùa của mình đông đúc người như vậy mà cuộc sống ổn định, rồi đạo tràng ổn định, chúng tương đối ổn định, là ngay chỗ nào nhờ niệm Phật. Nhờ ai cũng thích niệm Phật nên động viên ai cũng là người nên niệm Phật. Tất cả các cụ già mình nuôi được, các cụ khỏe mạnh, các cụ thích ở trong chùa là nhờ đạo tràng niệm Phật. Vì có Phật hiệu niệm lên thì quang minh phổ chiếu, nên cái việc này các cụ được lợi ích là nhờ ngay chỗ niệm Phật. Ngay chỗ niệm Phật là thù thắng nhất. Có những việc mà chúng ta có thể chấp nhận tốn tiền một chút
nhưng chúng luôn luôn ở trong chùa niệm Phật. Việc này những đức chấp nhận, chúng luôn luôn thích niệm Phật, đó là thù thắng nhất. Đây là sự trợ duyên cực kỳ lớn cho tất cả những người ở trong đạo tràng niệm Phật. Những đức không có thích chúng mình đi lang thang bên ngoài, làm việc này làm việc kia nhiều quá, lâu ngày chúng bị vỡ cái tâm. Nên sự hộ trì cho người ta niệm Phật cầu sanh cực lạc là việc cực kỳ quan trọng. Người coi đạo tràng niệm Phật phải có cái tâm này, phải hộ trì cho người ta niệm Phật. Nghiệp chướng nặng cỡ nào niệm Phật cũng tiêu trừ. Người tâm phàm phu cỡ nào cũng niệm Phật giết, cũng tâm phàm phu bị mắc. Kiêu ngạo ngã mạn cỡ nào chỉ cần chân thật niệm Phật là tự nhiên tâm kiêu ngạo ngã mạn kia sẽ mắc liền. Quý vị phải biết rằng người ta hộ trì cho mình niệm Phật, dù mình có giỏi cỡ nào thì tâm cảm ơn và tâm biết ơn đó phải phát ra. Vì người ta hộ trì cho mình được niệm Phật. Thí dụ như bây giờ cuộc sống mình không có, mình phải bận lo việc này việc kia, làm sao vị niệm Phật. Có những người chúng ta đã từng ngoài xã hội biết niệm Phật, quý vị thấy dễ niệm Phật không? Nếu như lo cơm ăn áo bận, nên người ta lo cho mình cái cuộc sống này ổn định để mình niệm Phật. Đây là cái tâm cực kỳ biết ơn người ta để mà mình được niệm Phật. Việc niệm Phật là việc quan trọng nhất. Và tâm mỗi ngày để gầy dựng tín nguyện niệm Phật, quyết chí đời này giảng sanh là việc cực kỳ quan trọng để được bổ túc cái tâm này, để cuối cuộc đời để niệm câu Phật hiệu này thành thục. Nên công đoạn này nêu rõ ràng, đừng nghĩ rằng ta là nghiệp lực phàm phu, chỉ do niệm Phật trong một thời gian ngắn sau lại có thể thoát khỏi sanh tử. Nhiều người chính bản thân mình gặp tịnh độ mà vẫn nghi, bây giờ cả đời mình tạo nghiệp nặng vậy, quá nhiều tạo nghiệp rồi, nào là phá thai, sát sanh, bắt hiếu cha mẹ, nói lời dối trá, trộm cắp tà dâm đủ chuyện. Vậy mà bây giờ mới niệm Phật thời gian mà được giảng sanh, chuyện này sao thấy mình không tin. Còn mình là người tạo tội nghiệp gì mà Phật ấy với Đại Đức Thăng đến rước mình, chuyện này sao thấy nó mơ hồ, không tin. Đây gọi là gì? Thiếu thiện căn. Thiếu thiện căn. Người có thiện căn tin liền, tin vẫn đặc biệt hơn, vẫn cảm thấy an hơn là không tin. Không tin thì hoàn toàn chúng ta không còn lối thoát, tin thì vẫn còn cơ hội. Tại sao không tin? Mà đây là lời Phật, lời tổ dạy mà vì sao không tin? Nên tất cả những người bệnh đau bế tắc, khổ đau cùng cực, chỉ cần nghe như vậy phát lòng tin, tôi niệm A Di Đà Phật, tôi có lòng tin, tôi niệm Phật Phật trước, đây là lời Phật lời tổ dạy, tôi tin. Chỉ cần như vậy thôi thì chúng ta cảm thấy rằng mở ra một con đường thênh thang ở chính mình. Vì sao không tin? Đó là những điều quý vị phải cần nghe mỗi ngày để gầy dựng tín nguyện tín tâm cầu sanh cực lạc. Nên có những người, người ta mới tu đó, người ta thành tựu như cái cô hoa sen mọc từ miệng ra. Thì có những người nói rằng ồ mới tu như vậy mà, quý vị chỉ nhìn người ta đời này mới tu, nhưng chúng ta đâu có biết nhiều đời nhiều kiếp người ta tu làm sao. Hoặc là chúng ta cũng không biết họ là ai mà đi đến đây mà làm những điều này nữa. Mà cái việc này ngàn năm hy hữu khó gặp, mà bây giờ lại xuất hiện như vậy, quý vị coi. Phải là chư Phật Bồ Tát muốn nâng cái tịnh độ này lên để cho chúng ta nhận thức không? Nếu như người tu tịnh độ mà nghe được những điều này nên nhận thức đi quý vị. Nên nhận thức đi. Để mà mình càng gầy dựng thêm tính tâm tính nguyện của mình cực kỳ cao. Cái chuyện quý vị coi, một cái hình ảnh mà người giảng sanh mà hoa sen mọc từ miệng ra, cái việc này quá lạ thường đặc biệt. Cái chuyện này đúng là mình càng coi càng phải tăng tính tâm, càng phải coi để tăng tính tâm. Cái chuyện này kinh khủng quá. Một con người nghèo nàn vô cùng, hạ cấp vô cùng mà thành tựu như vậy, vì coi. Coi đi để mà chúng ta tăng thêm tính tâm tính nguyện cầu sanh cực lạc cho mình. Người ta bình thường còn làm được, vì sao chúng ta không tự tin mình làm được? Chúng ta lại đi phiền não bao nhiêu cái sự việc trong cuộc đời này, không vừa lòng không vừa ý. Rồi như thầy sẽ thế kia thế nọ. Mục tiêu chúng ta niệm Phật để làm gì? Quên hả? Mục tiêu chúng ta niệm Phật để làm gì? Quên sao? Mục tiêu chúng ta đi đến đây tu để làm gì? Quên sao? Mục tiêu là cầu sanh cực lạc, chứ không phải chùa cao Phật lớn hay làm cái gì đó trong cuộc đời này. Mà vì chúng ta có được cái nhân duyên nên cùng chung tay để làm những việc để dẫn dắt chúng sanh cùng với mình đi về thế giới Tây Phương cực lạc mà làm thôi. Còn nếu như làm chỗ này mà đi dính mắc rồi, chúng ta lại quên đi cái hạnh nguyện ban đầu là mục tiêu của mình cầu sanh cực lạc, thì đây là điều vô cùng thất bại. Nên tất cả đạo tràng niệm Phật chúng ta nên nhận thức thành tựu thù thắng như vậy, đặc biệt như vậy.
Có những người nói rằng bây giờ gương mặt của cô cũng không được vui, tại sao hoa sen mọc từ miệng ra? Pháp môn tịnh độ này có người khổ đau cùng cực, giống như trong bùn mà vẫn mọc ra đó sen. Dù cái người khổ đau cùng cực tạo nghiệp nặng nề, nhưng mà người này niệm Phật thì hạnh nguyện của Phật vẫn không bỏ rơi người đó. Không phải nói người này đẹp hay người này xấu, mà người này chỉ cần tín nguyện niệm Phật thì bổ nguyện tiếp dẫn. Sự thành tựu của người này chúng ta không cần nhìn qua cái gương mặt của họ như thế nào, chỉ cần sự thành tựu đó là do tín nguyện niệm Phật, rồi những biểu pháp mà họ rõ ràng xác thực cho vị thấy, thì hoàn toàn quý vị đều phải tin tưởng. Đừng nên đòi hỏi quá cao, như vậy đã là quá cao rồi, như vậy là điều hy hữu rồi, ngàn năm khó gặp rồi. Chúng ta nên chân thật mà có lòng tin phát lên, càng tin tưởng, càng tin càng tin đối với bổ nguyện, như vậy thì quá tuyệt vời. Nên những đoạn văn này học tập phù hợp đối với cái gì, cái câu này niệm Phật hoa sen mọc từ miệng ra quá đặc biệt. Việc này chúng ta tán thán cả đời, chứ không phải là tán thán thời gian đâu, mà phải tán thán cả đời. Từ khi những đức mà nhìn thấy công đoạn này thì cái tâm háo hức về tịnh độ như đức càng cao thêm. Nên trong lòng những đức thường cứ nhắc nhở chính mình, đừng bao giờ chạy theo hình tướng. Cái chuyện giảng kinh thuyết pháp mà đông người ào ào theo, hay tổ chức chương trình lễ hội ào ào, mà mày bị dính vào chỗ đó để rồi mình bỏ cái chánh niệm niệm Phật để cầu sanh cực lạc, mày bỏ là mày tiêu. Nhờ giữ chánh niệm niệm Phật, nhờ nương vào bổ nguyện niệm Phật mà mày được như ngày hôm nay. Mày mà đi lấy những cái kia làm chánh, mà lấy bổ nguyện làm chợ là mày thất bại liền, không nói vòng vo gì cả. Có rất là nhiều người bị như vậy đó, mày nên nhận thức đi. Có những người cũng giảng tình độ hừng hực ào ào, nhưng mà cuối cùng đều thất bại, bỏ cuộc. Chúng ta đừng bao giờ nhìn những điều đó, mà hãy gây dựng cho chính mình vẫn là hay. Có những người vì sao cũng giảng tình độ ào ào mà cuối cùng vẫn là thay đổi, vì sao? Vì chính họ đi nhiều, chính họ lao theo chằng cảnh. Quý vị nói họ cũng đi hướng dẫn người ta tu, không bằng niệm Phật. Họ đi hướng dẫn người ta tu, họ lại bỏ công phu niệm Phật. Cái việc công phu niệm Phật không đơn giản chút nào, hai thời sáng tối, không đơn giản. Quý vị duy trì được hai thời này thì bồ đề tâm kiên cố. Bỏ hai thời này là lạc lẽo liền. Bỏ hai thời này là lạc lẽo liền. Giữ hai thời này thì tu cả đời, càng tu càng hừng hực. Mà giữ được hai thời này thì làm cái gì cũng thành công. Bỏ hai thời này là tức khắc lạc lẽo liền, hết năng lượng liền. Nên cái chuyện mà hai thời công phu sáng tối cực kỳ quan trọng. Nên chùa chúng ta đưa lên tư tưởng rằng là tặng tượng Phật để lập bằng thời gia đình. Mỗi gia đình có thời khóa tu rõ ràng ổn định, nghe pháp mỗi ngày hai thời. Dù là cư sĩ tại gia, nhưng mà gia đình đều là tu pháp môn tịnh độ. Người người niệm Di Đà, nhà nhà là Quan Âm. Chư tổ sư đã nhắc nhở, người người niệm Di Đà, nhà nhà là Quan Âm. Ý vậy mình đạo tràng tịnh độ nên cấm từng nhà. Bây giờ chúng ta phát động chương trình đặt tượng Phật tặng cho người, để mà dạy người ta tu tịnh độ tại gia. Nên ngay cái đạo tràng mình phải chuyên tu như vậy, thờ khóa như vậy, để người ta về chùa tu người ta thấy đúng là thờ khóa như vậy, về nhà cũng là thờ khóa như vậy, thì người ta đều tu được. Nhưng những đức khuyên hàng Phật tử ở nhà tu niệm Phật bốn chữ. Niệm Phật bốn chữ là đặc biệt, vì hộ niệm cuối cuộc đời, hộ niệm bốn chữ là tuyệt vời. Giảm chữ nào đỡ chữ nấy, bốn chữ là vừa rồi, đặc biệt quá. Nên những đức đi đứng nằm ngồi đều là niệm Phật bốn chữ. Quý vị coi mỗi ngày rảnh rảnh cứ là bấm số niệm Phật, còn làm việc lưu bu cứ đeo cái máy niệm Phật như vậy. Cứ đeo cái máy niệm Phật, bắt điều niệm Phật nào quý vị cảm thấy mình niệm theo được, mình cứ để niệm Phật xuyên suốt bên cạnh mình. Còn lúc nào rảnh cứ bấm số niệm Phật, điều là toàn bộ trợ duyên cho chánh hạnh niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nếu như quý vị mà gây dựng được như vậy thì cái chuyện mà chúng ta càng tu pháp môn tịnh độ càng thích. Nên quý vị coi, chúng ta tu tịnh độ cần phải mỗi ngày học tập như vậy không? Rất cần học tập như vậy. Vì sao? Vì sự học tập này cực kỳ lợi ích cho người tu tịnh độ. Nhiều người nói rằng họ cũng nghe pháp người này người kia tu tịnh độ, mà tại sao họ không hành trì? Mà họ nghe mình họ lại hành trì, vì sao? Vì cô động. Cô động mà nhắc mạnh mục tiêu, còn người ta lại quá mở rộng, họ đi vào cuối cùng lạc lối. Phàm phu mình mà càng mở rộng lại bị lạc liền đó. Nên càng cô động
duy trì mục tiêu thì quý vị thành công. Nên những Đức khuyên tất cả các anh em coi đạo tràng niệm Phật, các anh em phải gầy dựng tín tâm tín nguyện niệm Phật, phải gầy dựng. Các anh em càng siêng niệm Phật chừng nào thì coi đạo tràng niệm Phật càng đạt chừng nay. Càng chú trọng niệm Phật chừng nào thì đạo tràng người tu niệm Phật càng thành tựu lớn chừng nay. Còn nếu như lo những chuyện khác quan trọng là có chừng lạc lẽo. Lúc nào làm việc nhiều là tự nhiên mình niệm Phật sẽ bị lạc lẽo đi. Nên cái việc chú trọng niệm Phật là quan trọng nhất. Còn làm việc thì theo thời gian vừa vừa thôi, đừng có làm nhiều quá. Phải dành thời gian để luyện cái tâm mình, phải rèn cái tâm mình toàn bộ là người siêng niệm Phật. Nếu muốn sống cùng với nhau là người tu niệm Phật thì phải cần gầy dựng tín nguyện niệm Phật cho cực kỳ cao. Người đã gầy dựng tín nguyện cực kỳ cao rồi thì con người này sẽ không bao giờ gặp những sự trở ngại gì mà họ thối tâm. Tại vì mình đã được thời gian gầy dựng rồi. Được thời gian gầy dựng rồi nên mình sẽ nhất định sẽ thành tựu. Không chịu gầy dựng thì chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại. Chắc chắn là thất bại luôn. Tất cả người trong chùa từ xuất gia tới hàng cư sĩ phải căng gầy dựng niệm Phật. Những Đức thấy rõ ràng pháp môn niệm Phật này thù thắng. Cực kỳ thù thắng. Như lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm 4 ngày là tất cả điểm chùa chúng ta phải lễ 4 ngày. Như bên đây những Đức tổ chức lễ 4 ngày thì đạo tràng Bảo Tháp lễ 4 ngày, đạo tràng bên Đại Tùng Lâm lễ 4 ngày, đạo tràng chùa Mớ lễ 4 ngày. Đều là lễ 4 ngày, ai cũng là người dụng công tu như vậy. Toàn tâm toàn ý để cái việc tu hành cầu giải thoát là quan trọng nhất. Quý vị phải biết rằng mình mà tu được rồi, cái tâm cầu giải thoát của mình nó phát triển dữ lắm. Cái tâm cầu giải thoát là nó nuôi từ cái chỗ mà thích niệm Phật. Tại vì mình mục tiêu niệm Phật để cầu giải thoát, mà bốn nguyện Di Đà là ngay có Phật hiểu. Nên cái câu mà hoa sen mọc từ miệng ra là do cấm cổ cấm đầu niệm Phật, bệnh đau gì cũng lo niệm Phật. Nên đạo tràng niệm Phật của chúng ta phải gây dựng được chỗ này để cuối cuộc đời được có kết quả. Những Đức từng nói rằng cái đau mà hiện tại bệnh đau là một, nhưng cái đau cặn tử nghiệp là trăm. Nếu như cái một này mà không rèn luyện thì cái trăm kia làm sao chịu nổi. Chúng ta không biết nhìn xa trông rộng, nên cái đau một không chịu cố gắng vượt qua, khi đụng chuyện cuối cuộc đời là chúng ta mắc phần giảng sanh uổng lắm. Khi cuối cuộc đời mà chỉ cần trông ngóng bác sĩ, trông ngóng thuốc, thì tính nguyện quý vị ở đâu? Thua rồi. Thua rồi. Nên chúng ta mỗi ngày đừng suy nghĩ thuốc, đừng suy nghĩ bác sĩ. Bác sĩ là một con người chúng ta gieo duyên niệm Phật, chứ không phải là bác sĩ gieo duyên cho chúng ta về cái chuyện uống thuốc để trị bệnh. Chúng ta thương bác sĩ, khuyên bác sĩ niệm Phật. Chúng ta không có dính với bác sĩ là cái chuyện thuốc men của bác sĩ. Như vậy thì cái tính nguyện niệm Phật của chúng ta thường cặn kề gần gũi với bác sĩ Ai Với Đạo Phật. Vì Ai Với Đạo Phật là Đại Y Vương. Chúng ta thích gần với Đại Y Vương, chứ không gần gũi với bác sĩ thế gian này. Chúng ta có gần gũi với bác sĩ thế gian này đều là bạn đồng tu niệm Phật cầu sanh cực lạc thì được. Chỗ mà chúng ta thân cận đó là Đại Y Vương Ai Với Đạo Phật. Chỉ bá bình uống viên thuốc Ai Với Đạo Phật không có tác dụng phụ. Vì coi thế gian có những người giàu uống thuốc nhiều, người phù lên đó. Uống thuốc nhiều đến gần hôi hám. Người mập thuốc khi chết thì kinh khủng vô cùng. Người không uống thuốc gì cuộc sống rất tự nhiên. Cơ thể tự nhiên. Uống thuốc mà nhiều năm thì cơ thể người này bị đến gần chịu không nổi. Họ thở ra cái mùi hôi khó chịu vô cùng. Từ nơi đó tất cả chúng ta rèn luyện chính mình. Nhớ bệnh đau còn sống là một, khổ đau cặn tử nghiệp chết là trăm. Bây giờ gầy dựng đi. Nếu như tất cả người ở trong chùa, từ người nhỏ tới người lớn, người già, ai cũng là người gầy dựng như vậy, thì con đường cuối cuộc đời giảng sanh chúng ta nắm chắc vô cùng. Nếu như chúng ta không gầy dựng thì con đường giảng sanh có chừng trở ngại. Cái cô mà hoa sen mọc từ miệng ra nè, cô này nè là cái cô mà gầy dựng tín nguyện niệm Phật nè. Tuy người ta mới tu nhưng thật sự là người ta không còn cái gì để mà vướng víu cõi đời này. Chân cẳng rụng từng lóng. Bây giờ chỉ còn có cái cấm cổ cấm đầu niệm Phật nên tiếp dẫn giảng sanh. Thấy chưa? Rõ ràng tuy người ta mới tu nhưng do chí thành cảm thông. Mình thì tu lâu năm nhưng không chí thành. Mình thì tu lâu năm nhưng mà có khi mình chí thành với cái gì khác.
không chí thành với A Di Đà Phật. Có những người viết bao nhiêu câu để nhắc mình về buông xuống giải thoát, nhưng mà thật sự viết bao nhiêu câu cũng bằng không, không bằng niệm Phật. Chỉ cần bạn chân thật niệm Phật là bạn thật sự nương vào bổn nguyện. Bạn chân thật niệm Phật thì bạn thật sự là buông xuống. Bạn viết có bao nhiêu câu đi chăng nữa, nên những đức nói từ hôm nay chùa mình không có cái chuyện ngay chỗ ngủ của ai mà để câu này câu kia nhắc mình gì cho khỏi. Quý vị cứ chân thật niệm Phật đi, để cái máy niệm Phật ngay cái đầu nằm quý vị, phòng quý vị. Một điều niệm Phật để xuyên suốt đi. Cái điều niệm Phật cứ để hoài trong cái nơi ngủ quý vị, đó gọi là cái câu đặc biệt nhất rồi đó. Còn để bao nhiêu câu coi dưới thành nhàm, coi dưới thành nhàm mà. Cứ là tinh tấn hay là giải đãi gì cũng niệm Phật đi là nó trở lại tự nhiên hết. Tinh tấn háo hức quá mà chân thật niệm Phật cũng dịu cái tâm nữa. Còn cái người giải đãi quá, niệm Phật giết rồi tự nhiên cũng tinh tấn. Có nghĩa là háo hức cũng đừng nên háo hức quá, mà chúng ta luôn luôn gầy dựng mục tiêu rồi nhắm mục tiêu mà tiến, chắc chắn là quý vị thành công. Có Phật hiệu thì quý vị cứ chân thật mà gầy dựng để quý vị thành công là 100%. Cứ là ngày nào cũng như vậy, nói như vậy mình giải đãi niệm Phật nó thua. Ngày nào cũng nói như vậy mà giải đãi niệm Phật là mình thua, đúng quý vị. Nên tại sao nhiều người nói rằng cái cách học tập này nó rất lợi ích. Rồi từ khi người ta nghe rồi, người ta lợi ích vô cùng để người ta tu. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả người trong chùa, hàng Phật tử, quý thầy hay là cư sĩ, chúng ta đã gặp tịnh độ là của báo vô giá quý vị. Nên chân thật mà tiếp nhận, cả đời tu, cả đời gây dựng. Cuối đời chúng ta niệm Phật và điều hẹn gặp ở thế giới cực lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.